không có muốn là vợ mình Anh có thoải mái không? mình cũng thoải mái chứ, nhưng mà nói chung là cũng không nên thoải mái quá, thì tại vì mình cũng hơi là một người đàn ông là hơi classic, hơi cổ điển một tí, chứ mình cũng không Thế phải là là vợ anh là có điểm gì thoải mái luôn này. vợ mình thì là một cô gái mà rất là thoải mái và rất là trẻ trung và năng động. Nói chung là chắc chắn là nếu mà cô thích thì cô có thể sẽ thích cái B, mình biết chắc luôn, nhưng mà thôi mình chắc là mình sẽ chọn B. Phân tích thì đúng nhưng mà chọn thì lại không đúng. Ý là chồng chọn ý vợ, vợ chọn ý chồng. Đúng rồi, đó là ngược lại vậy đó. Thấy không, rõ ràng á nha, là trong đầu là nghĩ một nẻo dạ, nhưng mà đúng thể hiện là bắt mình vậy, như vậy tại sao lại thích như vậy, tới hồi mà em mặc vậy là không cho nha, là cái mặt quậu nha. Rồi mấy cái bộ đồ mà bơi của em nhà giống như vậy nè anh, là coi như là giờ quăng 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 hết luôn. Bây giờ chị có lý do để chị mua những bộ đồ này rồi nè. Nhưng mà cái lý do như vậy nè, là cái thời gian mà sống với ảnh là hơn năm qua là do là ảnh không có cho mình mặc đồ hở riết á, cho nên là mình nuông chiều bản thân mình cho cái vấn đề mình ăn uống quá, là giờ nó mập lên giờ đâu mặc được cái này đâu. Mặc cái này là nhiều khi là ảnh không cho thiệt, mà ổng cho là lý do là gớm quá, ghê quá. Nên là giờ mà muốn quay lại chỗ này là anh phải cho em đi spa giảm béo cái này cái kia, đúng không? Mấy lần ngủ đúng không? Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Sở thích nào của vợ khiến chồng tủi thân vì mình không được dành nhiều thời gian bằng? A là chăm sóc thú cưng, làm đẹp, chăm con và cuối cùng là múa. Rồi theo em thì em nghĩ là cái sở thích của em là em không thích thú cưng. Tức nghĩa là ở nhà em là em không có thích nuôi chó nuôi mèo nữa đó. Cái vấn đề mà chăm con á, là dành thời gian nhiều để chăm con á, thì thật ra là em chăm con cũng không có nhiều, là em chỉ có chăm con buổi tối thôi, còn ban ngày thì em cũng bận đi làm. Còn múa thì hả, nói chung là em biết múa đó, nhưng mà múa nó không biết em đó. Còn cái làm đẹp á, là em nghĩ là làm đẹp, tại vì phụ nữ ai cũng có nhu cầu làm đẹp hết á, nên là em nghĩ là chọn là làm đẹp. Nhà mình thì không có thú cưng, thành ra là chắc chắn là mình loại thú cưng rồi. Múa thì vợ mình cũng không biết múa, thành ra là chỉ còn hai cái là làm đẹp với lại chăm con thôi. Nhưng mà chăm con không là không được chọn nha, chọn thì anh được hết. Đúng, không được, thành ra là mình sẽ chọn là làm đẹp. Cũng đúng thôi, tại anh em là chung rồi đó. Tại vì bà ấy là sở thích đấy chính là cũng muốn là xinh đẹp trước mặt mình, thành ra là cũng hay muốn trang điểm nè, cũng hay muốn là làm cho mình trông lộng lẫy hơn. Nhất là ví dụ một cái dịp đi chơi nào đó là bà phải thật là lộng lẫy, tự hào đúng không? Đúng rồi, tự hào. Thành ra là mình cũng rất là thấy là mất rất là nhiều thời gian cho cái việc làm đẹp này. Giống như vừa rồi mình có đi chơi thì cô ấy mất khoảng tầm 4-5 tiếng chỉ để làm cái cặp mi thôi. 4-5 tiếng. 4-5 tiếng. Ừ. Một cặp lông mi. Thành ra là mình cũng hơi hơi quạo tí. Tại đáng ra là mình đó là anh cưới chưa? Cưới rồi đó. Cưới vừa rồi. Mới đi luôn. Cách đây mấy hôm. Làm đẹp hả? Làm đẹp. Tại vì em làm đẹp rất là nhanh. Em làm cái gì cũng nhanh hết á. Không, tại có nền sẵn đi. Còn mấy cái người mà chị bị em mất 4-5 tiếng chỉ làm cặp mi là em hiểu rồi đó. Đúng dạ. Không? Không, mà hồi xưa chị cũng làm đẹp giống như em vậy. Tự nhiên có đứa con đó xong, tự nhiên mình rớt xuống em, nên là thời gian nó tăng lên. Nó lâu hơn. Em cũng phân vân nữa. Tại vì hồi trước là em có nuôi một con bull, là một con chó. Khi mà chồng em á, lúc đó tụi em chưa cưới, là em nuôi bên nhà mẹ thôi, là chồng em mỗi lần qua bên nhà em chơi là chồng em rất là ganh tị với con bull. Nhiều khi là chồng em đánh con bull và em khóc. Trời ơi. Khóc em đuổi chồng em, anh đi về đi, đừng ép đây vậy nữa. Thì giống như là em khóc luôn đó. Thì chồng em có nhắn tin cho em. Nó lì quá. Nhưng mà em thương á. Rồi xong rồi chồng em mới nhắn tin cho em là dạ ơi, em phải biết cái nào quan trọng hơn, anh quan trọng hơn hay là con bull quan trọng hơn. Trời ơi, chồng em ganh tị như vậy đó. Và ganh tị với con chó luôn. Dạ đúng rồi. Và sau khi cưới thì tụi em đã không nuôi nữa, gửi cho một người khác nuôi. Bây giờ là tụi em hết nuôi rồi thì không biết chồng em còn ganh tị không. Một là đáp tiếng D thôi, mà D bây giờ thì em cũng đã nghỉ múa rồi. Chồng em cũng đã giống như là vỗ béo em á anh, để cho em xấu lên á, cho em đừng đi múa được nữa. Nên là em nghĩ là em sẽ chọn D đi. Rồi, chúng ta xem đáp án. Hồi trước á là có nuôi một con cún thôi. Em cũng hơi bực lúc đó, em xưa cũng lâu rồi, lúc đó em cũng hơi khó chịu lắm. Nuôi cún mà ý là nó lì, nó quậy quá, nó đá ỉ đại bạ không. Em ghét em đứng đó, giờ em giận em luôn. Tại sao không? Em nói là tại vì em thương nó hơn thương anh đúng không? Bắt sự lựa chọn luôn á. Hai chồng mới cây lộn với nhau. Chắc chắn là chịu con
cún chắc, này. Nhưng mà chắc chắn vợ em sẽ không thể chọn con cún được. Đúng. Nhưng mà em cũng không vui. Để bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ hai đội chơi. Xin mời đội số 1. Xin chào mọi người, mình tên là Lê Tiến Anh. Hiện tại mình đang là kiến trúc sư. Dạ, xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Ngọc Thanh Trang. Mình đang hiện là công việc mình là thiết kế nội thất. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đội vòng thứ hai. Dạ, em tên là Trương Thành Sang, 28 tuổi. Em là công việc là spa công nghệ. Em là Nguyễn Ngọc Thiện, năm nay em 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh online tại nhà. Cái độ hiểu nhau giữa hai vợ chồng một năm này có nhiều hay không? Dạ, em tự tin là em hiểu rất nhiều. Còn vợ em? Dạ, em cũng tự tin rằng em không hiểu gì vậy. Là lúc này lúc khác anh kia là cùng một cái vấn đề, cùng một cái câu chuyện. Nhưng mà khi ấy, thì anh nổi giận linh đình, còn khi thì anh coi đó là cái việc rất là hóm hỉnh. Đó nên là không biết khi nào là như thế nào hết. Như tùy theo nắng mưa. Dạ, sáng nắng chiều mưa anh. Dạ, kiểu vậy á. Giống anh á. Đôi khi chuyện bình thường mà nóng giận, đôi khi chuyện quá dữ dội mà thấy bình thường. Tùy theo thời tiết thôi. Mà còn vợ chồng bên đây ai hiểu nhau nhiều hơn? Dạ, em nghĩ là vợ em hiểu em nhiều hơn. Em hiểu vợ. Tại sao em ít hiểu vợ hơn? Dạ, tại vì vợ em khó hiểu. Dạ không có, em rất là dễ hiểu, em rất là đơn giản luôn. Nhưng mà giống như là em hiểu anh quá đi rồi, nên là anh nghĩ em làm gì đó là bí ẩn. Dạ. Không thèm tìm hiểu luôn. Dạ đúng rồi. Giống như là anh cảm thấy rất an tâm khi ở bên em á. Em sẽ không bao giờ giận dữ hay gì đó với ảnh hết. Ôi hay vậy ta. Em tin là vợ em chịu em. Em sống trong cái sự chiều chuộng đó, em biết em quen đúng không? Nên là đôi khi nó nguy hiểm lắm nha. Lâu lâu em đừng chiều chuộng bữa tới coi sao nha. Dạ dạ. Thôi bây giờ chúng ta sẽ tham gia một trò chơi nhỏ nhỏ để xem vợ chồng hiểu ý nhau thế nào. Chúng tôi sẽ có những câu hỏi đưa ra và vợ sẽ trả lời. Trước khi vợ trả lời thì chúng tôi đã thầm kính thú hình của chồng trả lời luôn rồi. Nhưng mà đừng có nháy mắt kìa nha, đừng có ra hiệu nha. Để xem vợ mình trả lời xem có đúng ý mình hay không. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Thói quen xấu nào của vợ mà chồng cảm thấy không hài lòng nhất sau khi kết hôn vẫn chưa cải thiện được? A là ngủ nướng, B là nóng tính, C là tiêu xài hoang phí. Mời em gái. Em nghĩ là nóng tính, là em cũng nóng tính lắm. Tức là chồng em không hài lòng vì chị em nóng tính. Dạ. Rồi nóng lắm là em làm cái gì? Em quýnh chồng. Dạ không, em không có đánh ảnh đâu. Nhưng mà khi mà em nóng thì em hay im lặng. Kỳ vậy ta? Nghĩa là khi mà một cái gì đó mà em không có vừa ý thì đó là em thường em hay im lặng. Xong rồi em một mặt như vậy đó, kiểu vậy đó. Mặt đóng vậy đó hả? Mặt một đóng vậy á. Còn anh nóng tính sao hay la quá ta, kỳ ta. Ra đường sợ nhất công nông, anh về nhà sợ nhất là vợ không nói gì á. Là em nghĩ là chắc không sợ đó. Căng thẳng đúng không? Dạ. Rồi, em. Theo em thì ngủ nướng thì chắc không phải. Tại vì em với ảnh ngủ dậy cùng nhau, cùng lúc. Có khi là em dậy trước và em đánh thức ảnh. Cũng có thể 50-50, em đang phân vân giữa ngủ nướng và tiêu xài hang phí. Còn nóng tính thì giờ em thay đổi rồi. Em thấy em hết nóng tính rồi. Còn tiêu xài hang phí với lại cái ngủ nướng thôi. Em chọn đại là cái tiêu xài hang phí. Tiêu xài hoang phí. Chúng ta xem những ông chồng nói có đúng với ý vợ mình không nha. Cái này là chắc chắn là mình đoán là chính xác luôn. Không biết là bên mình kia kia thì như thế nào, nhưng mà bên mình cái này là mình nắm trong lòng bàn tay rồi. Đó chính là ngủ nướng. Ngủ tới mức mà ngày này qua tháng nọ luôn. Đó. Thường mình để chuông điện thoại sát vào tai cô, để cho cô nó kêu lên tiếng rồi cô dậy. Nhưng mà thường cô là người nhanh tay hơn để mà cô tắt chuông điện thoại hết rồi. Nhưng ra là cái việc đó nó cứ cũng vẫn hay lặp lại. Vậy mà nó cầm chắc không cầm tay. Đấy không hiểu vợ đâu. Không hiểu rồi. Bên đây sao nè? Em cũng giống bạn này là A, ngủ nướng. Ngủ rất là... Ý là ngủ đến nỗi mà ba em có kêu dậy, phơi đồ mới là dậy. Chỉ có thường kéo rèm là sáng là dậy. Không ngủ được nữa. Chói mắt là dậy. Nhưng mà trước khi dậy là bắt đầu chửi. Như vậy là cả hai cặp đôi chưa hiểu nhau ở câu số 1. Cũng vỗ tay làm Duyên Thành đi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Lần đầu gặp chồng khiến vợ nghĩ đến nhân vật nào? Còn hiện tại giống nhân vật nào sau đây? A là thợ sơn, kiến trúc sư. B là trẻ trâu, ông cụ non. C là dân sale. Theo em là gì? C
Tại vì chồng em á là trẻ trâu của anh là trong tính cách thôi, mà chỉ lâu lâu thôi. Còn ông cụ non á là thường xuyên ông cụ non, nghĩa là anh rất là già so với lại cái lứa tuổi của anh. PT thì cũng gần giống đó, tại vì nhìn vậy thôi chứ ngày nào cũng là tập thể thao hết đó. Dân sale thì không phải rồi. Lúc lần đầu tiên gặp ảnh á là nhìn ảnh y chang thợ sơn, lúc nào cũng lem luốc rồi, tại vì ảnh là dân xây dựng mà. Mà bây giờ thì là bắt đầu là qua bàn tay có vợ rồi đó anh. Cho nên là bây giờ là đi đâu là lịch lãm và là đúng cái vị trí là anh là một kiến trúc sư. Nên là em chọn thợ sơn với lại kiến trúc sư. Đáp án A ha. Thì cái lần đầu tiên á mà vợ mình á, gặp mình á, thì vợ mình tưởng là mình là thợ sơn. Tại vì lúc đó là cái người mình nó lấm lem luôn. Tại vì thực sự ra cái lúc đó là mình cũng vừa mới bắt đầu cái sự nghiệp thôi. Thành ra là mình thường tự làm cái công việc của thợ luôn. Và tự trải nghiệm để mà sau đó mình rút được cái kinh nghiệm của mình sau này trong cái công việc của mình. Kiến trúc sư đúng không? Ừ, đúng rồi, mình là kiến trúc sư. Ngày xưa thì trông gầy cong teo à. Tại vừa làm thầy vừa làm thợ thì cái lúc nào cũng làm hai công việc á. Tại là thức khuya, thức đêm thì trông mình rất là gầy. Thành ra là mình không trông không thể nào mà giống PT được. Mà trông giống thợ sơn thì cũng không thể nào mà giống dân sale được. Rồi, chúc mừng. Đúng rồi ha. Đôi khi kỷ niệm nó cũng đưa ta đến chiến thắng nha. Dạ đúng rồi. Còn bên em gái? Dạ, hiện tại luôn là chồng em vẫn đang rất là trẻ trâu. Hả? Anh làm việc thì anh rất là nghiêm túc. Nhưng mà khi mà về với em á thì có khi là em đang ngủ anh có thể bật lớn là lớn. Và anh đứng anh nhảy. Anh nhảy đủ thứ mà có thể là anh không mặc đồ luôn. Anh cứ đứng anh nhảy. Anh làm cho em mắc cười á anh. Anh hết được nghe em la lên anh. Nhưng mà trời ơi anh đừng làm gì nữa. Anh thích em phải như vậy á anh. Mà em im lặng là anh không chịu. Sao một khỏa thân có thể nhảy được không? Đây là, cái này là nhà chị Châu. Ông cụ nào thì đôi lúc là anh rất hay đẹp. Đó, nhưng là em chẳng nói anh bên. Nhưng mà bây giờ em thì ngược lại anh. Hồi xưa em rất là đô. Hồi xưa em tập đi tập gym mỗi ngày luôn mà. Lúc đó tướng cũng be lắm. Mà giờ cưới vợ về cái thức khuya live stream đến giờ nó 2 giờ ngày nào cũng vậy. Sáng 7 giờ dậy. Vậy là vợ sao? Nào, trước chưa cưới, trước chưa cưới là 70kg đó. Dạ, còn 63kg thôi. Chắc chỉ này ở trong ba đáp án chỉ có em là trẻ trâu ông cụ non là hợp lý. Hết hồn luôn anh. Em tưởng anh chọn nói bác sơ. Rồi, cũng có hiểu với nhau nha. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Nếu đi du lịch cùng nhau, vợ chồng bạn muốn mặc đồ bơi cặp nào sau đây? Cặp A, B hay là cặp C? Rồi, mời em. Chồng em sẽ chọn bộ nào cho hai vợ chồng mặc đó? Tính em từ đó giờ là thích mặc đồ sexy. Dạ đúng rồi. Còn cái A thì nó kính, hơi kín đáo quá, đi nó đi bơi mà anh mặc áo thun nó vướng víu lắm. Còn cái C thì em thấy cũng có lý, tại vì em sợ nắng. Là nếu mà ban ngày á thì em sẽ mặc bộ C thì nó tay dài nó sẽ che nắng. Còn mà đi bơi khoảng chiều chiều 1-2 giờ thì em sẽ mặc bộ B. Bây giờ em chỉ chọn một thôi. Em chọn B tại vì em đi với chồng em hay mặc đồ như vậy không à? Nếu mà đi chung với mọi người là sẽ mặc em cái áo ở bên phương án A vô. Em ý là không thích cho người khác coi body vậy em thôi. Vì vậy thích dạng sở hữu gì đó em. Tại vì là tính giờ em cũng phóng khoáng, cũng như là thoải mái nè, rồi năng động lắm. Thì tướng xưa trước vợ em cũng 45kg là tập, còn đi làm dancer, còn đi múa nữa mà. Cho nên rất là có body rất là chuẩn. Nên là sẽ chọn hai mảnh. Mà hai mảnh lúc đó là phải là một màu thôi chứ không có bông. Em thích bông. Em nghĩ em chọn B là vậy, em sẽ chọn B. Dạ. Đánh lừa. À, hiểu với nhau. Chúc mừng em. Còn em? Dạ, em đang phân vân là tại vì em thích là em thích B đó. Nhưng mà từ hồi em cưới ảnh tới giờ là em không có được mặc đồ hở hang. Không cho mặc đồ sexy anh ơi. Hồi trước là mặc đồ sexy xong là về giận mấy ngày đó. Cho nên là em nghĩ là phương án A là phương án mà quần sọt áo thun vậy thôi là đi biển thôi. Chắc chắn luôn. Dạ chắc chắn luôn là phương án A. Đây để xem đáp án thế nào. A thì chỉ hợp với vợ mình nhưng mà lại không hợp với mình. B thì hợp với mình nhưng mà lại không hợp với vợ mình. Tại vì thứ nhất là bên B thì vợ nói chung là mặc hơi hở quá. Còn cái này thì mình thấy là mình mặc B thì mình mặc thấy thoải mái. Còn A thì trông nó ok hơn. Nhưng mà mình này lại không có thích rằng là cái nó hoa hòe quá như vậy. Nói chung là cũng không có muốn rằng là vợ mình có thoải mái không? Mình cũng thoải mái chứ. Nhưng mà nói chung là cũng không nên thoải mái quá. Thì tại vì mình cũng hơi là một người đàn ông là hơi classic, hơi cổ điển một tí.
Nhưng mình cũng không phải là vợ anh là có dạng thoải mái luôn. Vợ mình thì là một cô gái mà rất là thoải mái và rất là trẻ trung và năng động. Nói chung là chắc chắn là nếu mà cô thích thì cô có thể sẽ thích cái B ấy. Mình biết chắc luôn. Nhưng mà thôi, mình chắc là mình sẽ chọn B. Wow. Trời ơi. Phân tích thì đúng nhưng mà chọn thì lại không đúng. Đấy là chồng chọn ý vợ, vợ chọn ý chồng. Đúng rồi đó, ngược lại vậy đó. Thấy không, rõ ràng á nha, là trong đầu là nghĩ một nẻo nhưng mà thể hiện là bắt mình vậy như vậy. Tại sao lại thích như vậy? Tới hồi em mặc vậy là không cho nha, là cái mặt quậu nha. Rồi mấy cái bộ đồ mà bơi của em nhà giống như vậy nè anh, là coi như là giờ quăng hết mà luôn. Bây giờ chị có lý do để chị mua những bộ đồ này rồi nè. Nhưng mà cái lý do như vậy nè, là cái thời gian mà sống với ảnh là hơn năm qua là do là ảnh không có cho mình mặc đồ hở riết á, cho nên là mình luôn chiều bản thân mình cho cái vấn đề mình ăn uống quá, là giờ nó mập lên giờ đâu mặc được cái này đâu. Mặc cái này là nhiều khi là ảnh không cho thiệt mà ổng cho là lý do là gớm quá, ghê quá. Nên là giờ mà muốn quay lại chỗ này là anh phải cho em đi spa giảm béo cái này cái kia, đúng không? Mấy đền bù đúng không? À, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Sở thích nào của vợ khiến chồng tủi thân vì mình không được dành nhiều thời gian bằng A là chăm sóc thú cưng, làm đẹp, chăm con và cuối cùng là múa. Rồi theo em thì em nghĩ là cái sở thích của em là em không thích thú cưng. Tức nghĩa là ở nhà em là em không có thích nuôi chó nuôi mèo nữa đó. Cái vấn đề mà chăm con á, là dành thời gian nhiều để chăm con á, thì thật ra là em chăm con cũng không có nhiều, là em chỉ có chăm con buổi tối thôi, còn ban ngày thì em cũng bận đi làm. Còn múa thì hả, nói chung là em biết múa đó, nhưng mà múa nó không biết em đó. Còn cái làm đẹp á, là em nghĩ là làm đẹp, tại vì phụ nữ ai cũng có nhu cầu làm đẹp hết á. Nên là em nghĩ là chọn là làm đẹp. Nhà mình thì không có thú cưng, thành ra là chắc chắn là mình loại thú cưng rồi. Múa thì vợ mình cũng không biết múa, thành ra là chỉ còn hai cái là làm đẹp với lại chăm con thôi. Nhưng mà chăm con không là không được chọn nha, chọn thì anh được. Đúng, không được, thành ra là mình sẽ chọn là làm đẹp. Cũng đúng thôi, anh em là chung với rồi đó. Tại vì bà ấy là sở thích đấy chính là cũng muốn là xinh đẹp trước mặt mình, thành ra là cũng hay muốn trang điểm nè, cũng hay muốn là làm cho mình trông lộng lẫy hơn. Nhất là ví dụ một cái dịp đi chơi nào đó là bà phải thật là lộng lẫy, tự hào đúng không? Đúng rồi, tự hào. Thành ra là mình cũng rất là thấy là mất rất là nhiều thời gian cho cái việc làm đẹp này. Giống như vừa rồi mình có đi chơi thì cô ấy mất khoảng tầm 4-5 tiếng chỉ để làm cái cặp mi thôi. 4-5 tiếng. 4-5 tiếng. Ừ. Một cặp lông mi. Thành ra là mình cũng hơi hơi quạo tí. Tại đáng ra là mình đó là anh cưới chưa? Cưới rồi đó, vừa mới đi luôn. Cách đây mấy hôm. Làm có đang chạy rồi. Làm đẹp hả? Làm đẹp. Tại vì em làm đẹp rất là nhanh. Em làm cái gì cũng nhanh hết đó. Không, tại có nền sẵn đây. Còn mấy cái người mà chị bị em mất 4-5 tiếng chỉ làm cặp mi là em hiểu rồi đó. Đúng dạ. Không, mà hồi xưa chị cũng làm đẹp giống như em vậy đó. Tự nhiên có đứa con đó xong tự nhiên mình rớt xuống em, nên là thời gian nó tăng lên đó, nó lâu hơn. Em cũng phân vân nữa. Tại vì hồi trước là em có nuôi một con bull, là một con chó. Khi mà chồng em á, lúc đó tụi em chưa cưới, là em nuôi bên nhà mẹ thôi, là chồng em mỗi lần qua bên nhà em chơi là chồng em rất là ganh tị với con bull. Nhiều khi là chồng em đánh con bull và em khóc. Trời ơi. Khóc em đuổi chồng em, anh đi về đi, đừng đứng đây nữa. Thì giống như là em khóc luôn đó. Thì chồng em có nhắn tin với em. Lì quá. Nhưng mà em thương á. Rồi xong rồi chồng em mới nhắn tin cho em là giờ ơi anh, em phải biết cái nào quan trọng hơn, anh quan trọng hơn hay là con bull quan trọng hơn. Trời ơi, trời em tự như vậy đó. Và ghen tị với con chó luôn. Dạ đúng rồi. Và sau khi cưới thì tụi em đã không nuôi nữa, gửi cho một người khác nuôi. Bây giờ là tụi em hết nuôi rồi thì không biết chồng em còn ganh tị không. Một là đáp án đê thôi, mà đê bây giờ thì em cũng đã nghỉ múa rồi. Chồng em cũng đã giống như là vỗ béo em á anh, cho em xấu lên á, cho em đừng đi múa được nữa. Nên là em nghĩ là em chọn đê đi. Rồi chúng ta sẽ đáp án. Hồi trước á là có nuôi một con cún thôi. Em cũng hơi bực lúc đó, em hồi xưa cũng lâu rồi, lúc đó em cũng hơi khó chịu lắm. Nuôi cuốn mà ý là nó lì, nó quậy quá, nó đá ỉa bậy bạ không. Em ghét, em đứng giờ em giận em luôn. Tại sao không? Em nói là tại vì em thương nó hơn thương anh đúng không? Bắt sự lựa chọn luôn á. Hai chồng mới cây lộn với nhau. Chắc chắn là chịu con cuốn chắc... Nhưng mà chắc chắn vợ em sẽ không thể chọn con cuốn được. Đúng. Nhưng mà em cũng không vui nữa. Ý là sự lựa chọn miễn cưỡng của vợ em là chọn em. Em nói hẳn mà, một là em chọn cuốn, hai là chọn anh. Hiểu không? Là bây giờ là
chỉ chọn em nhưng mà rất là buồn. Em chọn anh, anh nghe gì đâu. Ừ, nhưng mà anh cũng thấy thương con cún đó. Nhưng mà tại vì nước là nước là nó quậy lắm, nó cứ phá tới phá lui, xong rồi thôi thằng thua em kêu mẹ vợ em cho luôn đi. Anh thấy nhưng mà anh thấy là em quyết định cái điều đó rất chính xác, tại cứ để như vậy rồi cái đàn ông mình rốt được đôi khi là không được nằm chung giường luôn đấy. Đúng rồi, bóp đôi cuốn lên giường nằm chung luôn. Đúng rồi, nghĩa là cho nên sẽ nghĩ anh sẽ chọn B. Vậy là anh em mình bây giờ là rất là nhiều cái như rất là giống nhau. 80%, 80%. Hai ông chồng giờ ở chung được ấy. Hai ông hợp nhau hả? Hai mình hợp à? Như vậy là sau cuộc hiểu ý thì Thiện với Sang là chiến thắng. À, chúc mừng hai em. À, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chơi thứ hai, đó là phần bếp chiến. Ở phần bếp chiến thì hôm nay em nấu món gì? Em sẽ nấu món cháo ếch Singapore. Tại sao? Tại vì vợ em thích thôi. À, thích hả? Thật ra là hồi xưa là em có đi ăn ở ngoài cũng thích ăn đó anh, nhưng mà ăn xong bây giờ đau bụng quá chịu không nổi, nhưng bị trúng thật luôn anh. Cái em nghĩ đi nghĩ lại cái em về em tập nấu luôn, thì em tham khảo của mẹ vợ em nữa. Ừ, cho nên là em cái nấu ngon còn được. Nấu nhiều lần chưa? Dạ cũng nhiều anh. Nhiều hôm nay là khỏe rồi ha. Dạ khoảng một hai lần rồi. Nhưng mà ngon anh. Mình ngon đúng không? Dạ. Còn em? Dạ em nấu món tteokbokki ạ, là cái món bánh gạo của Hàn Quốc. Thực ra là em chưa ăn lần nào, nhưng mà em tin là em sẽ nấu được. Thì tại sao em lại chưa ăn lần nào em lại nấu? Tại vì em không thích cái món đấy. Tại sao em lại bắt em nấu món đó? Là cái thứ nhất á, là em rất là nghiêm nghiêm cái vụ là chưa bao giờ nấu gì cho em ăn hết. Nghiêm cái thứ hai á, là cái món đó em rất là thích, và ổng là không thích. Em bắt phải nấu cho bằng được. Và cái thứ ba là em muốn tạo cái sự bất ngờ cho anh ở đây á, là thử đây coi giống như một cái thử thách. Ý là anh chưa nấu bao giờ, chưa ăn bao giờ, thử coi có làm được hay không. Em hay đó. Dạ. Biết đâu sau cuối này về cái tập nấu món ra hoài thì sao ức mà đúng không? Nhưng mà hy vọng là mọi người ở đây là chúc thêm bạn này với lại mời anh đó là Trang Đảm ăn. Dạ, mời Trang Đảm ăn. Yên tâm anh em thôi. Dạ. Còn người ăn là chính là em đó. Dạ. Hậu quả là gánh chịu đó. Dạ. Mặn nhạt chua cay gì đó ha. Dạ. Còn bây giờ chúng ta chuẩn bị nguyên liệu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ có đầu bếp chuyên nghiệp cùng đồng hành chúng ta, đó là đầu bếp Cẩm Thiên Long. Rồi, chào Long. Chào anh. Hôm nay nấu nhà hàng về sớm để tham gia chương trình nha. Dạ. Một chút xíu sau bữa nấu ăn á, mình có thể trao đổi kinh nghiệm với đầu bếp Cẩm Thiên Long để có nhiều kinh nghiệm hơn để mình nấu món ăn cho vợ với gia đình nó ngon hơn nha. Hey. Bây giờ thì chúng ta sẽ có thời gian là 30 phút. Rồi, triển khai đi các bạn. Lấy cây sắt ra, rồi nằm nha. Mình lót miếng giấy ở dưới cái thớt để nó khỏi chạy, lát nó nguy hiểm á. Cắt nó vô tay. Cố lên xã, có 30 phút rồi đó. Này món bà xã mình thích hả anh? Dạ đúng rồi. Anh nấu món này nhiều lần chưa? Nấu 2 lần. Đây lần thứ 2 nè. 2 lần trước kết quả sao anh? Dạ ngon lắm anh, tuyệt vời. Tại này là có mẹ vợ em chỉ nữa. Tại vì em thấy món này cũng đơn giản, không dễ nấu á. Có bao nhiêu nguyên liệu cứ bỏ vô thôi. Đơn giản. Để nguyên trái đi hầm 2 tiếng là nó nhừ, là nó sốt à. Mình có mấy phút thôi. Em thấy chồng em làm thấy thương không? Đừng để đứt tay nha anh, mọi người ăn đó. Yên tâm đi. Thấy cái tay là không biết khắc rồi đúng không? Tay cầm bút quen rồi, cầm bút cầm chuột quen rồi. À, giỏi quá, lấy cuốn là biết lấy cuốn luôn. Người ta cũng chỉ có con mắt nhìn cái bộ. Oh. Hay là bữa giờ giấu nghề giống như lười nấu á, cho nên là giấu nghề chứ. Em thấy chồng em có tật xấu gì không? Dạ. Rồi cái tật xấu thì em kể ở đây thì em nghĩ là chương trình phải 2 tiếng. Nhiều lắm. Tật xấu rất là xấu luôn. Mà không có bỏ lần nào. À lúc mà dắt tay vô từ cổng vô chương trình á là anh ngồi anh thủ thỉ với em. Tại hôm qua giờ em giận ổng. Giận ảnh thì ảnh mới nói là anh sẽ không như vậy nữa này kia. Em nói là giờ quay xong chương trình em anh đi xăm đi. Anh phải xăm cho em là những cái quy luật ở trên đây nè, để là anh không phải sợ hãi. Vì lần nào cũng xin lỗi anh. Xin lỗi em đó, giờ em nói anh phải xăm đi để mà anh nhớ đó. Hỏi xin lỗi luôn đúng không? Tại hôm Tết là lại tụi em có làm một cái biên bản, một cái hợp đồng, nghĩa là
hai đứa không được vi phạm ở đó, tại vì tụi em cứ gây nhau vì những cái lỗi đó hoài à. Đó không được vi phạm như vậy mà ký rồi đó, nhưng mà em thấy như là giấy bút trắng mực đen thì cũng không có nhầm nhò, bây giờ chỉ là xăm lên người đó. Chị phải làm từ từ khi lúc mới quen kìa, tụi em là có hợp đồng yêu đương yêu thương nhau lúc mới quen luôn. Có nguyên hợp đồng luôn dạ hả? Có nguyên hợp đồng luôn. Hợp đồng đó là sao? Dạ ảnh tự làm, giống như là ảnh sẽ để những cái điều mà ảnh sẽ không thích nhờ vi phạm à. Và em sẽ tự thảo ra những cái gì em không thích vi phạm à. Và ảnh sao chép hai cái đó lại, ảnh đánh ra một cái máy, ảnh đánh ra một tờ giấy à. A4 và ảnh in hình cái chứng minh nhân dân, ảnh in hình như chứng minh nhân dân em lên, chứng minh nhân dân ảnh lên à. Bên A bên B đồng ý ký tên à. Nếu mà vi phạm thì sẽ đóng phạt, ví dụ là phạt lỗi nhẹ đi đóng vô 100 ngàn à. Rồi nặng hơn đóng vô 200 ngàn 500 ngàn, ví dụ vậy đó. Càng nặng càng tăng dạ, lên đúng không? Đúng rồi đúng rồi à, cái này cũng hợp lý ha. Dạ. Tiết tiền không có vi phạm, tiết tiền là không có vi phạm đâu anh. Chồng em thường vi phạm điều gì mà cần phải xăm lên người vậy? Dạ, thứ nhất đó là rất là nổi nóng với vợ. Mà nổi nóng ở đây là hay thường là mất mặt vợ. Tức là nổi nóng trước mặt người khác, vợ mình vậy đó mà nổi nóng trước mặt người khác á. Mà à. Thường là em thì em nổi nóng em hay im lặng. Hay là em thường hay giải quyết là kiểu giống như là ở hai đứa ra ngồi nói chuyện riêng, là văn bản ký kết này nọ. Nhưng mà mọi cái văn bản, mọi cái ký kết đó, khi mà cảm xúc nó dâng trào nó đều là vô nghĩa anh. Cho nên em cứ nói anh cứ xăm lên đây đi, tại vì xăm mà sẽ đau, mà đau là sẽ nhớ. Nhớ là lần sau là không có bắt nạt vợ nữa. Tại vì ảnh là bình thường, rất là hiền, rất là dễ chịu, rất là cái gì cũng được hết. Nhưng mà khi mà nổi nóng lên đó là sần lên vậy đó. Ngại nhìn giờ nói xấu nha là đây đang cười, có cười không anh? À, đang cười. Nhưng mà không biết quậu lúc nào anh. Cũng là cái như vậy nha, là bắt đầu về nha là em thấy này nọ là quậu lên đó. Nên là họ mỗi lần nổi nóng vậy là thường hay cao trào, đổi hay cao trào. Với cái thứ hai nó tật rất là xấu là vô tâm. Không biết anh này có vô tâm không, nhưng mà chồng mình rất là vô tâm. Có nhưng mà ít. Lúc mà chưa quen, chưa cưới anh là lúc đó theo đuổi là mình thấy mình trên con anh. Lúc đó là em nói thật sự là ảnh phải là dẹp đi mấy chục người á, mười mấy hai chục người để mà quen được em. Cái hồi mà ảnh cưa được rồi là lúc đó em nói anh là em nói gì cũng nghe đó, em muốn gì cũng chiều á. Bây giờ hay là em chỉ cần giận, em chỉ im lặng thôi á, là từ nhà phóng xe qua nhà em liền. Rồi hả này kia, nhưng mà tới hồi mà cưới rồi em kệ em. Em làm gì kệ em mà. Trả thù quá chị, hồi xưa chị quá hành ảnh. Bây giờ anh phải trả thù. Ủa sao em binh hết đâu, cái đó là em binh. Anh cảm ơn em nhiều. Em phải binh chị. Em hiểu. Mất giá lắm. Cho nên là giờ là hả em nói là hả em hành. Em hành giận này lên em hành. Để nghỉ chương trình dừng. Quay cái tay của anh đây, bầm vào cái tay rất là đẹp đó, cái thế của anh rất là đẹp đó. À, lúc đó anh bầm vào cái tay rồi bầm lại của anh đó. Thôi chứ không biết, anh tự anh làm đi, anh giỏi mà. Thôi thêm mặt mình tí nữa đi. Thôi được rồi. Mà xã có gì xấu đi sao kể mà kể em xấu không vậy? Dạ mà xã em thì có nhược tật tốt quá, thành ra là em đâu dám kể tật xấu đâu. Đó, bà là cái người mà nấu ăn rất là ngon nè. Nhưng mà bà có một cái tật đó là bà ngủ rất là lâu. Nói chung là ngủ nướng cái tật đó. Lâu giống bên đây thôi, ngủ tốt mà. Cứ để người ta ngủ được đi, nhiều khi nào ngủ được mới là lo đó. Dạ. Nhưng mà vợ em thì bị cái này cũng hơi nóng tính nữa. Lúc đầu tụi em mới quen thì một cái màn hình máy tính á của công ty mà nó bị bể là chắc chắn là sẽ phải có cái thứ hai, cái thứ ba. Đi luôn á hả? Em đập máy tính không à? Là khi mà em nóng lên đó là em thấy gì trước mắt em mà nó to to là em quăng. Dạ, mà em đập nhưng mà bây giờ thì cũng bớt rồi, tại vì cứ mỗi lần kế toán mà cứ cuối tháng là những cái tiền mà hư hỏng do em mới thấy nó cũng nhiều, sao em cũng ngại cho em bỏ. Bỏ đi em, có tốn tiền quá. Khỏi phụ nha. Rồi còn Thiện. Thiện, em thấy chồng em có tật xấu gì hay gọi ấy cần phải nói để góp ý đó. Dạ, chồng em thì không có xấu. Dạ, cái này không phải là em nịnh ảnh, nhưng mà thiệt sự luôn, ảnh là ảnh không có xấu đâu. Ảnh chỉ có cái là bị vô tâm á, nhưng mà đàn ông nào thì em nghĩ cũng sẽ có một chút xíu. Tại vì phụ nữ mình nó sống thiên về tình cảm quá, nên là mình hay tưởng tượng và mình hay chi ly á chị. Giống như em bị té đi, em đập cái đầu này em đau. Ảnh thấy ảnh nghe lúc đó là em la lên thì ảnh biết là em đâu, thì ảnh cũng lại hỏi thăm là em có sao không này kia. Nhưng mà chỉ cần 5 phút sau là ảnh quên mất tiêu là em vừa bị đập cái đầu đó. Rồi ví dụ em nằm em ngủ hay gì đó là
ảnh sẽ ngồi ảnh giỡn em, ảnh quậy quọ em, nhiều khi là ảnh giỡn đánh trúng đầu luôn, anh đánh trúng cái chỗ đó luôn. Thì em nói là ủa anh có nhớ là em mới bị té không, thì ảnh nói là ảnh quên đó. Ảnh có những cái vô tâm như vậy đó anh. Cái đó không phải vô tâm nữa, nó vô ý thôi. Dạ vô ý chứ không phải còn vô tâm mà người ta biết mà người ta không làm, còn này là vô ý vô tình thôi. Ví dụ luôn anh đang ví dụ cái người này nè, là cái người mà em mới nói vô tâm đó. Đó là như vậy đó anh. Trời, đi một nước rồi làm cái gì cũng vô tâm, nó dở lắm. Ngay cả em nói thật sự nha, ở nhà em á là em nấu từ món Âu, món Á, món Nhật, món Hàn, món Việt, món Bắc, Trung, Nam em nấu được hết. Và mỗi ngày em cho anh ăn là em nói anh là như nhà hàng vậy đó, em bưng lên cho anh ăn. Mà anh ăn xong anh biết không, không một lời phản biện, không một cái gì hết, và thậm chí ăn rất là nhanh. Và sau đó em hỏi anh nhớ hôm nay em cho anh ăn món gì không, anh không ăn món gì ta, không nhớ. Thế là anh còn không biết, không có trân trọng cái điều của mình, không tự làm đi, tự biết tự làm. Cái đó biết là hành bà đô anh không biết. Anh đừng biết có chỉ anh để anh tự làm nha, anh giỏi mà anh tự làm đi, anh nói anh xuất sắc men không. Dạ, muốn tắt con tắt chứ. Tắt con chưa là bên đó là ngon lành. Trời, còn chưa biết cây đó cây gì nữa mà dám tắt bỏ vô vậy đó. Hỏi xài quyền trợ giúp luôn anh Linh. À dạ. Dạ. Mà chồng anh giỏi không? Đấy là chuyên nghiệp ghê á. Đó, có dạ. Cái mùi thơm mình lên rồi đó. Tại vì chồng em xưa đi bộ đội á, là anh làm anh nuôi. À, trời ơi, hèn chi. Làm dạ. Anh nuôi luôn là dữ luôn rồi. Dạ. Hèn chi thấy coi như là rất là chuyên nghiệp luôn ha. Có cần em phụ không? Ngồi im nha. Cái người mà cần được phụ thì không phụ. Không được phụ. Không, mà cái phụ em giống như là để cho tự làm vậy đó. Mới cho biết được là cái nỗi khó khăn của cái người nấu ăn anh. Đúng rồi. Dạ. Có vẻ bạn kia là bạn rất là chỉnh chu á, nhìn bạn làm đúng rất rồi. Là nghệ sĩ luôn á, làm rất là hay luôn á. Lê anh nuôi đó. À, Lê anh nuôi. Tuổi trẻ tài cao. Sao? Nói nha. Không, vậy Phi cho nó như thế nào em đâu biết. Làm anh nuôi mà nấu làm. Cho bao nhiêu người ăn anh? À, tầm là khoảng 50 đến 100 người anh. Yeah. Giống như là một đại đội đó. Rồi, trong nhóm của mình là bao nhiêu người? Một nhóm là khoảng 4-5 người. Trời ơi, nó khét luôn rồi đó. Nó khét luôn rồi, sao chưa. Lâu vậy? Dạ. Anh, hai vợ chồng em rất là thích ăn món Hàn Quốc đó. Anh cố gắng, anh nấu ngon ngon nha anh. Anh cố gắng. Anh thấy tình hình nó không ổn á. Em vô phút đi coi, hướng dẫn chồng em đi. Cái nhảy vô không ta? Năn nỉ hay làm cái gì đi chứ? Thôi, để người ta làm. Lần này là đàn ông vào bếp là nhớ cũng nha. Phải để chứng minh rằng là cái việc này không khó. Anh thấy tình hình không ổn lắm rồi đó. Bây giờ chỉ có lây quay cái việc tàu tỏi với hành thôi. Thôi lửa lên, cái bếp nó không có chơi tiếp lửa đó. Nên đổi cái chảo à. Thôi nè, bằng nồi nữa. Trợ giúp cho anh bằng nồi đó. Đó, trợ giúp cái nồi cho đi. Đổi qua cho. Đổi qua. Tiên. Đó. Trợ giúp cho cái đó đó. Đấy, tất cả là do cái nồi chứ không phải là do anh đâu. Vậy mình không nói chắc lăn xăng tới chiều luôn á. Coi chừng phỏng vợ đó. Đấy. Cậu thấy không, không có tâm lý gì hết. Để ngay giữa cho nó nhiều. Dạ, thơm rồi đó. Thấy chú bộ đội này giờ cứ tập trung làm không? Dạ, em tập ta cũng nhiều lắm anh. Người ta làm là làm, ai nói gì nói. Rồi, đợi vô em làm gì em làm đó. Đó, lên khói, lên lửa trời. Đó, đúng rồi. Cho nó hấp dẫn cái đi. Rồi, bỏ tương vô. Nó mà bị cháy sao ta? Có nên tắt không? Không, không sao hết á. Bỏ miếng nước dưới đây vô nè. Chút xíu nước. Thôi, đừng lo ha. Được ha. Chơi á. Đồ quá hả? Không căng thẳng quá em ơi. Rồi xào nó lên, cho nó ra sốt. Bỏ miếng nước vô đi, nó hơi cháy rồi đó. Bỏ miếng nước vô. Đây là lần đầu tiên mình nấu món này hả anh? Dạ. Chưa bao giờ ăn luôn anh. Để thử cái nó ngồi cái vị nó sao nha. Dạ. Ta ngon không nha, rồi thêm miếng nước vô đi. Thêm miếng nữa giống như làm cho cạn nó. Rồi. Vậy thôi. Rồi để cái nồi sát lên để cho nó tiếp lửa. Rồi tiếp lửa đi anh. Rồi nó sôi lên cái là bỏ hải sản vô là được. Chắc em tặng 2 phút của em cho chị luôn. Không, chị không có phụ em. Cái 1 phút của chị cũng không dùng mà. Chị thích đứng ngồi vậy đó coi. Không, bao lâu á. Em thích coi làm sao á. Thôi đừng giận nhau nữa mà. Nè cái mũ nè. Mấy khi vợ chồng vào bếp chung đâu. Bởi vì nếu mà vợ vào bếp thì chồng phải giữ con, hoặc lo chuyện gì đó. Hoặc chồng vào bếp thì vợ lo chuyện gì đó. Còn vợ chồng vào bếp chung á, thế nào tranh luận nhau họ cũng cãi nhau cho mà coi. Bởi vì nấu bếp cũng là mỗi người mỗi ý. Yeah. Vì vậy nên em mới không vào bếp á. Thực ra là sợ mấy sự tranh cãi lắm. Chứ thực ra em cũng nấu được. Để được ha. Yeah. Hôm nay cố gắng đi em. Rồi. Rồi bỏ cho hải sản vô đây ha. Đó. Cái nào trước? Em biết. Đó là cái gì vậy? Đồ hải sản Hải sản là cái gì vậy?
con hến nè. Cái gì nữa? Con nghêu. Con nghêu nè. Còn gì nữa? Rồi con tôm. Cái gì nữa? Rồi con mực. Không có con tôm đâu. Có tôm anh. Còn cái đỏ đỏ là con gì? Đỏ đỏ là gì? Này là thanh cua. À, đấy. Em biết mà. Cũng biết mà. Đấy. Ủa sao thanh cua không bỏ vô luôn? Và chỉ biết không được bỏ vô sớm. Không, anh phải bầm ra anh bỏ vô mới ngon. Bầm ra. Ừ, bầm ra. Bầm ra rồi bỏ vô. Thôi bầm méo luôn. Bầm cười đều ra không được rồi. Cười đều mình biết rồi. Cười đều mình đúng không? Rồi. Tức là bầm là mệt rồi. Hết giờ đó người ta xong rồi ít. Ủa cái này đúng không? Ừ. Mình còn 2 phút nữa đó, trên lên. Rồi, bỏ tóc bóc kia vô luôn. Bỏ tóc bóc kia vô để nó mềm. Trời ơi. Ừ. Trời ơi. Ngon rồi đó. Ui. Rồi. Ngon chưa? Ngon chưa? Ngon. Wow. Lần đầu tiên anh yêu thích cửa bếp rồi đó. Không ngờ làm bếp lại có một cái cảm xúc tuyệt vời như vậy. Anh hiểu cảm giác của em. Giờ chắc anh sẽ cho cái này vô. Ờ dạ. Lần chắc rồi đó anh. Chắc nhẹ quá. Chứ giờ cũng còn có mỗi cái đó thôi. Bây giờ nhẹ nhàng. Quá ngon luôn. Ngon quá em ơi. Anh thành công rồi em ơi. Thành công không? Thành công. Chồng em làm nó tập trung lắm. Em không có dám quấy rầy đâu. Cái đẹp đó nghe mà trời, người ta nhỏ hơn anh mấy tuổi luôn mà thấy người ta chững chạc không sao. Trẻ trâu. Chững chạc cần thiết và trẻ trâu cần thiết nha chị. Em, bây giờ chỉ còn một cái cuối cùng thôi. Anh hỏi em là anh có nên đổ cái này vô luôn không? Chỉ còn một đĩa trên bàn thôi đúng không? Thì theo anh có nên đổ không? Cái này để làm gì? Trời ơi. Cái đó là cái gì vậy? Kim chi ạ. À, để làm gì? Kim chi là để ăn. Em sợ quá luôn. Đây là giây phút cuối cùng rồi. Yeah. Rồi, nhanh lên. Rồi, thêm một muỗng nữa. Một muỗng nữa hả? Mặn lắm. Nữa, không mặn đâu, một muỗng nữa. Mặn là do em ấy nha. Ủa vậy thôi, không có gì chưa nói gì. Tại vì mình không muốn đứa mình nhỏ. Thêm một miếng đường nữa. Rồi. Rồi, thêm một bằng đó nữa. Hấp dẫn quá ha. Thấy cái cháo trưng bày thôi cũng đẹp nữa. Cái gì trên đây đây? Dạ mẹ. Mẹ. À mẹ. Mời gia đình mình. Sao lòng? Ngon quá anh. Ngon đúng không? Dạ. Ừ. Đó, rất là thấm. Đúng rồi thấm. Nhưng mà theo anh á, anh tại anh người miền Tây, nếu cho một chút xíu đường vô nữa. Đúng rồi. Cho nó dịu chút xíu nữa. Trộn tùm lum đi ha. Căng đảm lên anh. Cay. Ngon được anh. Mừng quá. Quý vị vừa bận. Đều là chưa bỏ cái chi vô đúng không? Không có bỏ lúc đầu à. Bỏ lúc đầu. Lúc đầu bỏ một nửa rồi để lại một nửa. Để làm bí kíp của em đấy. Quan trọng hấp bắp kiên chín chưa anh? Nói chung hai ông chồng chưa ít vào bếp. Đây vào bếp nhiều nhưng mà chồng này ít vào bếp mà nấu được thế là tốt rồi đó. Cái vì là em phải tự hào về chồng em mới hay. Em biết mà, em có năng khiếu đấy. Em thì có một cái là cái lúc mà thấy hai anh làm á thì hai cái phong cách khác nhau. Người rất là thoải mái. Mà cái thoải mái trong khi nấu ăn nó cũng rất là cần thiết. Tại vì cái tinh thần mình sảng khoái tiêu theo cái đồ ăn. Ngay cả lúc mà anh bầm rồi đó, lúc đó giống như một nghệ sĩ đang đánh một bài nhạc gì đó. Chỉ có cái là mỗi bên thì Long với là một cái người mà làm bếp ở trong nhà hàng khách sạn nữa thì là sẽ bổ sung thêm thôi để mà cho chúng ta nấu hoàn thiện hơn. Ví dụ như là cái phần nào mình cần vô trước, phần nào cần vô sau. Như cái này thì nếu mà cái hành baro mình để là cuối cùng mình cho vô. Còn đối bánh gạo cây mình cũng có thể là áp nó trên chảo á thì nó hơi cháy nhẹ, nó dậy được lên cái mùi thơm khi mà mình ăn nó có cái mùi khối. Đối với lại cái món đồ ăn mà nó có chút xíu cái mùi khối nhẹ ăn thơm cũng ngon. Đó là về cái hình thức cuối cùng á, hình thức cuối cùng của mình chỉnh chu nó chút xíu. Tại vì mình nấu cho người phụ nữ yêu thương nhất của mình ăn mà. Dạ. Yeah. Ngon, đẹp, bắt mắt. Dạ. Yeah. Đó là một món quà mà rất là vô giá luôn. Còn về cái vị, như cái này thì cái vị thì lúc đầu làm rất là, nhìn rất là ngon. Dù quan trọng là cái khúc sau của mình đó là mình cho nước vô nó có hơi loãng chút xíu. Dạ đúng rồi. Cái nước hơn chút xíu.
là những cái gia vị mình cho nó nhiều quá. Cho nên là nếu mà để khắc phục cái trường hợp này thì mình sẽ phải có chút xíu bột năng. Tại vì nếu mà mình nấu cho nó sệt lại thì nó quá đậm. Mà mình để nó loãng loãng quá thì nó không giống cái sốt của cháo bát Singapore. Cho nên là mình có thể khắc phục bằng chút xíu bột năng vô. Dạ. Về kỹ thuật thì anh thấy ở bên đây kỹ thuật tốt hơn. Vì cái vị bên đây là nó đậm đà theo cái phong cách của bạn ấy. Bên đây thì nó không có theo phong cách nào cả. Phóng khoáng, rất là phóng khoáng. Lộn xộn. Nhưng mà nó ngon. Tức là mỗi người cũng có phong cách tự nấu mà. Quan trọng là ngon thôi. Vấn đề mình nấu gia đình cũng không phải là phải đẹp lắm. Bởi chúng ta không phải là đầu bếp chuyên nghiệp như là ông Long này đâu. Yeah. Mà mình là đầu bếp của gia đình. Mình có thể chăm sóc. Quan trọng là mình đặt cả cái trái tim của mình, cái tình yêu thương của mình vào bữa ăn là ngon rồi. Đúng không? Qua cái sự chia sẻ của hai cặp và vợ chồng thì em đã thấy là đội nào cũng thắng rồi. Còn về cái hình thức và cũng như là cái vị thì mỗi bên đều có một cái điểm mạnh riêng. Thì ở đây thật ra là không có đội nào mà coi như là nổi trội tuyệt đối. Mà cả hai có ngang ngang nhau cho nên là quyết định của em là 50-50. Vậy là anh thắng đúng không? Anh ăn nhiều anh thắng. Thôi, cảm ơn Vương Long rất là nhiều. Thông qua câu chuyện ngày hôm nay thì em thấy chồng em thế nào? Em thấy là đây là lần đầu tiên anh vào bếp. Thì em nghĩ là cái công việc mà anh chưa bao giờ anh làm á, thì anh sẽ cảm thấy rất là lạ lẫm. Nhưng mà hôm nay anh đã được trải nghiệm ở cái chương trình và trước mặt mọi người như thế này á, thì em nghĩ là nó sẽ tạo cho anh một cái niềm hứng khởi hoặc là một cái gì đó để mà khi mà anh rảnh á. Anh tất nhiên anh không phải là một người đầu bếp chuyên nghiệp để mà phải khéo léo cái nấu nhiều cái món mà nó quá ngon. Mà em chỉ cần là anh có thể vào bếp tự tay mình làm một món ăn nào đó cho vợ và cho con. Thì sau này là cái hạnh phúc gia đình mình nó sẽ được bền chặt lâu hơn. Nên là những cái này nó là ý nghĩa trong cuộc sống. Thì là em nghĩ rằng là sau buổi hôm nay là chồng em có thể là có cách nhìn khác, một cái khía cạnh khác để mà xây dựng hạnh phúc gia đình. Thôi, em cảm giác ngày hôm nay thế nào? Dạ, thật ra thì em cũng hồi nhân cái cuộc thi đầu bếp chiến hôm nay em cũng cảm ơn vợ em là cái người luôn tạo cho em một sự bất ngờ. Và sau này chắc chắn là em sẽ nấu nhiều hơn cho vợ em ăn. Thì em cũng biết rằng là cơm khê để bếp lửa thì đời nào nó khê. Nên là trong một cái chuyện gia đình thì việc bất kể công việc nào cũng nó cũng đều có cái giá trị của nó cả. Và em cũng rất là hạnh phúc khi người vợ mình là cái người nấu ăn rất là ngon và luôn luôn chăm sóc em và con em được chu toàn. Và em rất là hạnh phúc ngày hôm nay này, em cũng được gặp một người mà em rất hâm mộ đấy, như là anh Trần Linh. Cảm ơn rất là nhiều. Còn em thấy chồng em nấu cái này cũng như nhiều lần khác, như lần này nó có khác gì hay không? Dạ có, nói chung là trong cuộc sống của chồng á, em rất là ngưỡng mộ chồng em. Chồng em làm chuyện gì cũng tới nơi tới chốn á, ngay cả nấu ăn là chồng em cũng muốn là em cứ ngồi đó đi, anh sẽ nấu cho em ăn. Em rất là muốn vô phụ thì em không có muốn ngồi không để chồng em làm cực á. Nhưng mà chồng em lúc nào cũng vậy, là em cứ ngồi đi để anh làm cho. Thì làm xong nấu hết thì em là người rửa. Em không biết là chồng em có muốn em học nấu ăn hay không. Tại vì em thật sự là em không có biết nấu ăn. Và khi mà em vào bếp á thì toàn là chồng em xuống làm không à. Em định nấu một món gì đó là chồng em sẽ xuống phụ. Và chồng em nói là thôi em ngồi đó luôn đi để anh làm cho. Em muốn qua chương trình này á là cũng muốn hỏi ý chồng em là anh có thấy hạnh phúc không khi là anh là người luôn luôn nấu ăn cho em ăn á. Em rất hạnh phúc. Em vẫn thương anh thôi. Anh không muốn em làm cái gì hết trơn. Em sáng chiều tối nó vất vả nhiều á. Nên là công việc ở nhà nội trợ nhiều rồi. Còn nấu ăn khó để anh. Dọn thì để em nha. Trời, tuyệt vời quá. Nhưng mà nè, theo anh đó, cũng nên có một vài món ăn. Dạ. Không lẽ cả đời chồng mình nấu cho mình ăn hoài luôn. Dạ. Biết rằng chồng mình thương mình sẽ nấu hứa vậy đó. Dạ. Nhưng cuộc sống mà, mới có 1 năm thôi. Năm thứ 2, năm thứ 3, năm thứ 4, thứ 10, 15, 20, nó còn nhiều sự thay đổi. Và cần phải có sự nấu ăn của cả hai vợ chồng như thế để nó hòa hợp với nhau nha. Không cần phải nấu ăn giỏi đâu. Người phụ nữ chưa chắc phải là người nấu ăn giỏi. Phụ nữ đảm đang, giữ tiền giỏi cũng là được rồi. Vấn đề là cũng phải biết. Anh nghĩ như thế. Dạ, em cảm ơn anh. Em biết anh rất là vất vả luôn á. Nhiều khi là anh không có thời gian để anh ăn luôn á Quỳnh Linh. Nhưng mà chỉ cần em nói là em đói quá là anh có thể ngưng cái công việc của anh lại. Một là anh sẽ hỏi em thích ăn cái món ở ngoài hay không. Thì anh sẽ đặt cho em những cái món mà em đang thèm. Hai là anh sẽ vào bếp và anh nấu cơm và anh xào đồ ăn những món em thích. Em cảm thấy là em rất là hạnh phúc như là em cưới được chồng em. Em cưới được chồng em.
ơi, giá như ai cũng được như thế, giá như ai cũng hiểu nhau như thế và chia sẻ nhau như thế thì cuộc sống này nó hoàn thiện và tất cả cặp vợ chồng đều hạnh phúc nhau cả. Vấn đề có những cặp vợ chồng người ta cũng yêu nhau nhưng mà chưa hiểu nhau, chưa ngồi lại với nhau những câu chuyện thế này. Anh nghĩ chúng ta tham gia những chương trình thế này là nó cũng có lợi cho chúng ta ngồi lại nhau để nhìn lại những cái gì mình đã làm mà chưa làm được, chứ không phải là trôn nhau hay là kể xấu nhau gì hết, để chúng ta hoàn thiện bản thân. Hoàn thiện bản thân là hoàn thiện hạnh phúc gia đình ha. Rồi nữa thì chúc các bạn mãi mãi hạnh phúc như thế, mãi mãi yêu thương nhau và hiểu nhau, lâu lâu trôn cái cho nó vui. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Bếp Chiến được phát sóng lúc 20:30 thứ hai hàng tuần trên HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.